Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu quả đậu tương thì có tác dụng gì, cách sử dụng quả đậu tương tốt nhất. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang ha. Phần đầu tiên, quả đậu tương là gì? Thành phần dinh dưỡng. Thì các bạn có thể xem hình ảnh cùng với Trang về quả đậu tương. Thì đậu tương còn được biết đến với những gọi tên gọi khác như là đậu nành nè, hoặc là đại đậu, hoặc là một trong những cái tên gọi khác mà các bạn thường gọi các bạn ha. Thì đây là một loại cây thân leo thuộc họ đậu Fabaceae. Thì đặc điểm của cây đậu tương, thì thân cây, thì đậu tương là loại cây thân thảo thường có màu xanh hoặc tím và có chiều cao từ 50cm đến 150cm. Còn rễ của nó, rễ của đậu tương là nó có những cái nốt sần, nó giúp hấp thụ những cái chất đạm nè, thường là những cái loại rễ cọc. Lá, lá của cây đậu tương có sự biến đổi theo giai đoạn các bạn ha, từ giai đoạn mầm đến giai đoạn lá đơn và sau đó trở thành lá kép trong cái quá trình phát triển của cây. Còn hoa thì hoa của đậu tương mọc thành từng chùm, mỗi chùm có khoảng từ 7 đến 8 bông hoa. Hoa của đậu tương thuộc loại hoa cánh bướm, thường có hai màu chủ đạo, đó chính là màu tím và màu trắng. Còn quả thì nó sẽ mọc theo chùm. Mỗi chùm hoa của đậu tương có thể có chứa từ 2 đến 20 quả các bạn nha. Và trên một cây có thể đạt đến 400 quả. Thì quả đậu tương có nhiều màu sắc khác nhau như là nâu, đen, xanh hay là vàng. Thì chúng có lớp lông mịn, thường thành từng nhóm từ 2 đến 5 hạt. Còn hạt của đậu tương là phần chính để chế biến thành những cái thức ăn, thường có hình dạng chén tròn nè, bầu dục với những cái màu sắc đa dạng từ màu vàng, xanh đến đen. Thì mỗi quả đậu tương có thể chứa từ 2 đến 4 hạt. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về đặc điểm của cây đậu tương cùng với Trang, cây đậu nành đi các bạn ha. Thì cứ mỗi 100g hạt đậu nành nó sẽ có chứa những cái thành phần giá trị dinh dưỡng sau đây. Thì nó cung cấp cho chúng ta 16,6g protein, 6g chất xơ hòa tan và không hòa tan. Ngoài ra thì còn có nhiều những cái vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, vitamin K1, B1, B2, vitamin D, vitamin E, chất khoáng như là magie, sắt, natri và những cái enzyme có lợi cho đường tiêu hóa. Thì đó là đôi nét về đậu nành hay là đậu tương đó các bạn nha, để cho chúng ta cùng nắm qua cũng như là hiểu hơn về cây đậu nành cùng với Trang. Phần thứ hai, quả đậu tương thì có tác dụng gì? Không biết mọi người như thế nào chứ hồi còn nhỏ đó thì ở nhà, ở ngoài ruộng đó, người ta thường trồng lúa nè, rồi xong người ta trồng đậu nành, có nghĩa là xen canh đó. Thì sau khi người ta thu hoạch xong thì mình được đi mót đậu nành, và khi mót về thì thường là dùng để luộc ăn, rất là ngon. Thì đậu nành là một trong những cái thực phẩm rất tốt và có lợi cho sức khỏe. Thì chúng ta cùng điểm danh với Trang về những cái giá trị. Đầu tiên là tăng cường trí nhớ. Thì đậu tương nó giúp cho chúng ta hoạt động não bộ và ngăn ngừa bệnh lý Alzheimer. Lecithin cùng với những cái thành phần quan trọng trong đậu tương á, nó sẽ hỗ trợ cái quá trình điều khiển hoạt động của não bộ nè, và nó tốt cho hệ thần kinh. Thứ hai, trẻ hóa làn da. Đậu tương chứa nhiều chất chống oxy hóa lắm các bạn nha. Nó giúp làm chậm cái quá trình lão hóa trên da, kéo dài tuổi thọ cho làn da của mình. Lượng estrogen thực vật trong đậu tương nó sẽ bổ sung estrogen cho cơ thể, giúp cho da trở nên hồng hào và căng mịn hơn. Thứ ba, bảo vệ tim mạch. Khác với những cái loại protein từ động vật,
thì protein từ thực vật như là trong đậu tương đó, nó có thể giúp cho bạn là làm tăng cholesterol tốt lên các bạn ha. Và nó sẽ không gây những cái biến chứng ảnh hưởng xấu cho tim mạch như những cái loại protein động vật mà khi chúng ta ăn quá nhiều. Điều này nó sẽ giúp cho bạn phòng tránh được những cái vấn đề cao huyết áp hay là xơ vữa động mạch. Thứ tư, cung cấp năng lượng và chất sắt. Đậu tương là một trong những cái nguồn cung cấp quan trọng năng lượng cho cơ thể. Thiếu hụt sắt nó cũng gây nên tình trạng thiếu máu cho thiếu sắt. Việc bổ sung sắt thông qua đậu tương nó cũng duy trì được những cái giá trị cần thiết cho cơ thể. Tác dụng thứ năm, chống viêm và huyết áp. Choline trong đậu tương duy trì cấu trúc của tế bào, giúp hấp thu chất béo và giảm viêm mãn tính. Đậu tương rất giàu kali và arginine, nó giúp điều hòa huyết áp của chúng ta. Tác dụng thứ sáu, giảm triệu chứng mãn kinh và chăm sóc xương khớp tốt hơn. Estrogen thực vật có trong đậu tương các bạn ha, nó sẽ giúp giảm đi những cái triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh như là mệt mỏi, đau khớp. Khi mà sử dụng đậu tương, nó có thể giảm đi tình trạng giòn xương và loãng xương. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều đậu tương nó cũng gây nên một số những cái tác dụng phụ. Cho nên là sử dụng bất kỳ các thực phẩm nào cũng vậy, chúng ta dùng ở một cái liều lượng thích hợp thì nó sẽ rất là an toàn và rất tốt cho sức khỏe. Việc tiêu thụ quá cái lượng đậu tương đó, nó sẽ ức chế tuyến giáp nè, dẫn đến suy giáp. Do những cái hormone tuyến giáp không đủ đó, thì chất xơ trong đậu tương nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình tiêu hóa như là đầy hơi, tiêu chảy hay là dẫn đến những cái rối loạn. Do đó, những người có những cái tiền sử dị ứng hoặc là chúng ta không hợp với đậu tương thì chúng ta nên thử với một cái liều nhỏ, còn dị ứng thì không dùng nữa các bạn ha. Và khi sử dụng thì nhớ là cái liều lượng rất là cần thiết, dùng sao mà nó cân đối trong cái khẩu phần dinh dưỡng thôi, chứ không phải là ngày nào cũng ăn để mang đến những cái hiệu quả tốt cho cơ thể thì không có bạn ha. Dùng đúng, dùng đủ thì nó rất tốt và rất an toàn. Phần thứ ba, cách chế biến và cách sử dụng quả đậu tương tốt nhất. Đậu tương có rất nhiều những cái cách chế biến các bạn ha. Tùy thuộc vào cái độ khéo tay của mình thôi. Thì bây giờ Trang sẽ liệt kê một số những cái công thức nấu ăn cùng với đậu tương nè. Như là giá đậu tương bạn kho hoặc là canh đậu tương Hàn Quốc, mì đậu tương mát lạnh nè, thịt heo sốt đậu tương, sườn rim hoặc là bạn sườn bạn ninh với củ sen cùng với đậu tương, chả giò đậu tương. Hoặc là những cái món ăn như là natto hoặc là tempeh hoặc là mì lạnh sốt đậu tương vân vân, thì có rất nhiều những cái món ăn chế biến từ đậu tương. Còn những cái quả tươi đó thì bạn có thể đem luộc lên ăn rất là ngon các bạn ha, đơn giản không cần quá cầu kỳ, và nhớ là cân chỉnh trong một cái chế độ dinh dưỡng tổng thể, đừng ăn quá nhiều để dẫn đến những cái tác dụng phụ. Phần thứ tư, cần lưu ý những gì khi sử dụng quả đậu tương. Đến rất nhiều những cái tác dụng tích cực cho sức khỏe, nhưng không phải sử dụng đậu tương bao nhiêu là tùy thích các bạn ha, và không phải những trường hợp nào cũng có thể sử dụng, thì chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề sau đây. Hầu hết các hạt đậu tương nó đều có tính hàn, nó dễ gây ở hơi, tiêu chảy ở những người tỳ vị hư hàn, cho nên là cần thận trọng khi sử dụng. Trước khi sử dụng sữa đậu tương đó, sữa đậu nành cũng được các bạn nha. Khi mà chúng ta tự chế biến ở nhà đó thì chúng ta nên ngâm đi, bỏ cái phần vỏ rồi chúng ta xay ra, chúng ta nấu, chúng ta đun sôi lên để giảm đi những cái chất có trong cái phần vỏ đó và nó không tốt cho sức khỏe, thì chúng ta nấu chín lên các bạn ha. Dùng một cái lượng sữa đậu tương vừa phải thôi để cho cơ thể của chúng ta nó hấp thụ được những cái giá trị tích cực từ cái đậu tương mang đến cho cơ thể, tránh dùng quá nhiều để dẫn đến tình trạng dư thừa. Đặc biệt, sữa đậu nành và trứng là hai thực phẩm không nên sử dụng chung với nhau vì giá trị dinh dưỡng sẽ bị giảm hụt khi mà chúng ta kết hợp.
Hạt đậu nành đạt được những cái giá trị dinh dưỡng rất cao khi chúng ta kết hợp trong một cái chế độ dinh dưỡng tổng thể các bạn ha. Cho nên là bạn cần phải lưu ý để chúng ta sử dụng trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta nè, để đạt được những cái hiệu quả tốt hơn. Và nhớ là cân chỉnh sao cho hợp lý và mang đến những cái giá trị tích cực, giúp cho chúng ta ngon miệng trong từng cái món ăn mà chúng ta chế biến cùng với đậu tương các bạn ha. Và nhớ là không nên bảo quản các sản phẩm hạt đậu tương trong một khoảng thời gian quá dài. Điều này nó sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn độc hại phát triển nè. Khi sử dụng bạn có thể bị đau bụng và ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn ha. Nguy cơ ung thư. Một số người tin rằng việc tiêu thụ isoflavone trong đậu nành có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung hay là ung thư vú. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các nghiên cứu đều không tìm thấy nguy cơ tiêu cực từ việc mà chúng ta ăn đậu nành. Thì trong một số những cái trường hợp, chúng ta thậm chí có thể cung cấp những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe cho mình, phòng chống những cái vấn đề ung thư tốt hơn. Ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Thì một số nghiên cứu trong ống nghiệm và động vật đã cho thấy rằng đậu nành có chứa một số những cái hợp chất có thể làm giảm chức năng của tuyến giáp. Tuy nhiên, ở các nghiên cứu trên người các bạn ha, dường như không tìm thấy bất kỳ những cái tác động tiêu cực nào từ cái việc mà chúng ta sử dụng đậu nành đối với những bệnh nhân tuyến giáp, nhất là ở những người có chức năng tuyến giáp khỏe mạnh. Cho nên là chúng ta lưu ý để chúng ta sử dụng tốt hơn thôi. Trong bất kỳ các thực phẩm nào cũng vậy, chúng ta sử dụng thì ở một cái liều lượng thích hợp thì nó sẽ mang đến những cái giá trị tích cực. Và bạn phải kết hợp những cái nhóm thực phẩm này trong một cái chế độ dinh dưỡng tổng thể, chứ không phải là thấy một cái thực phẩm đó tốt rồi chúng ta cứ ăn một cái nhóm thực phẩm đó không, thì nó sẽ thiếu những cái giá trị dưỡng chất đưa vào cơ thể các bạn ha. Mà chúng ta phải biết kết hợp sao cho đầy đủ những cái giá trị dinh dưỡng cần thiết, cũng như là kết hợp cùng với một cái lối sống khoa học và lành mạnh, thì bạn sẽ có được một sức khỏe tốt hơn. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang chia sẻ xoay quanh về hạt đậu tương để cho chúng ta tìm hiểu trong cái chủ đề ngày hôm nay. Nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, đó là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.